Hầu hết chúng ta ai cũng có công việc riêng của mình nên là mình rất là bận rộn, nhưng mà khi mình xây nhà thì mình phải bỏ cái tâm tư, cái suy nghĩ. Khi mình yên tâm thì mình làm cái công việc mình biết hiệu quả. Khi mình yên tâm thì cái ngôi nhà của mình á, nó xây lên thì mình mới hài lòng được. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú, là giám đốc công ty xây dựng Laco. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách mà các bạn giám sát cái ngôi nhà của mình nó đạt chất lượng, nó yên tâm. Vì hầu hết chúng ta ai cũng có công việc riêng của mình nên là mình rất là bận rộn, nhưng mà khi mình xây nhà thì mình phải bỏ cái tâm tư, cái suy nghĩ. Khi mình yên tâm thì mình làm cái công việc mình biết hiệu quả. Khi mình yên tâm thì cái ngôi nhà của mình á, nó xây lên thì mình mới hài lòng được đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn giám sát cái ngôi nhà của các bạn đạt cái tiêu chuẩn và các bạn hoàn toàn yên tâm. Cái cách thứ nhất về cái công ty mình hay làm đó là mình sẽ gắn một cái camera ở công trình. Là khi bắt đầu chúng ta xin điện nước thì chúng ta xin luôn cái mạng internet để cái bên đấy người ta sẽ kéo cho các bạn một cái cáp để mình gắn cái camera vào trong cái công trình của mình. Thì tùy cái tính chất công trình, tùy cái quy mô công trình thì chúng ta có thể gắn một hoặc là nhiều camera khác nhau để chúng ta nhằm thuận tiện cho cái quá trình của chúng ta kiểm soát, chúng ta giám sát cái công trình của chúng ta, các cái góc độ chúng ta cần nhìn thấy thì chúng ta phải coi để cho nó rõ nét. Và cái đấy cũng là cái điều thuận tiện để cho khi mà các cái anh em kỹ thuật của công ty cũng có thể là coi ở trên cái camera đó để mà giám sát công trình nó tốt hơn. Và đặc biệt là khi mà chủ nhà có thể là không coi được trong cái quá trình làm việc, nhưng mà buổi chiều về, tối về mình có thể mình chép lại cái cam đó thì mình có thể coi được toàn bộ cái quá trình xây dựng của ngôi nhà của mình, là từ buổi sáng tới chiều thì những công đoạn nào đang làm, những kỹ thuật nào đang làm, những cái vật tư mà đến công trình nó khối lượng nó có đủ không, khối lượng nó có đạt chất lượng hay không, rồi có đúng cái chủng loại hay không. Đó là cái đấy, thì khi mình coi như vậy thì giống như là mình đang có mặt trực tiếp ở công trình để mình kiểm soát cái công trình của mình. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về cái cách mà sử dụng cái camera đó. Đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thứ hai, đó là cái cách mình tạo cái nhóm group. Thường là cái nhóm group bây giờ người ta hay sử dụng là group trong cái Zalo. Bởi vì trong cái nhóm group đấy thì sẽ có chủ đầu tư, có giám sát của chủ đầu tư, hoặc là những cái người thân mà chủ đầu tư có thể nhờ gửi gắm để giám sát cái công trình của mình. Và trong đó có bộ máy của công ty thi công gồm giám sát, kiến trúc sư, rồi những cái người kỹ thuật có liên quan nằm trong cái group đó. Cái mục đích là trong cái group đó là mình sẽ báo cáo cái công việc hàng ngày, mình gửi cái hình ảnh cái công việc hàng ngày để mọi người cùng biết là à, cái công trình của mình đang làm tới đâu, và những cái hình ảnh chụp ra thì nó thể hiện rõ nét là cái vấn đề về chất lượng cũng như là cái kỹ thuật thi công cũng như là cái vật liệu mình đang sử dụng công trình nó có đạt được chuẩn, nó có đúng hay không. Đó, thì ngoài ra trong cái group Zalo đó thì những cái vấn đề mà mình trao đổi thì tất cả mọi người đều nhìn thấy, các cái lưu ý, các cái sửa đổi thì tất cả mọi người trong cái nhóm đấy đều nhìn thấy. Thì mọi người luôn nhắc nhở nhau là những cái vấn đề đã nhắc nhở trong đó thì mọi người cùng nhắc nhở để mình không có quên và sót những cái vấn đề, nhất là những cái vấn đề lưu ý của chủ đầu tư thì các anh em trong đơn vị thi công đều nắm rõ được để mà triển khai cái công trình của mình, nhằm giảm thiểu cái vấn đề mà thiếu sót hoặc là sai sót trong cái quá trình thi công đó. Đó là cái cách quản lý về Zalo, và cái hình ảnh đó nó sẽ được lưu nó trong một thời gian dài. Nên là khi mà như vậy thì chủ nhà có thể lấy được các cái hình ảnh trong cái nhóm Zalo ấy về và có thể là lưu lại. Đó, đó là cái thuận tiện của cách mình dùng Zalo để mình quản lý. Và ngoài ra nó còn có các cái cách khác, đó là cái cách mình sẽ sử dụng các cái công nghệ phần mềm mới, đó là phần mềm quản lý về dự án, để nó dùng cho các dự án lớn. Thì cái phần mềm đó là mình khi mình sử dụng thì mình sẽ quản lý được cái tiến độ của công trình, là những cái công tác đang hoàn thiện trong cái đó, người ta hay gọi là có thể là phần mềm BIM. Đó là nó hay dùng cho các cái công ty lớn, người ta hay dùng cái đó. Thì một cái cách
thứ tư nữa thì làm cho chủ nhà có thể yên tâm, đó là khi mà các bạn làm việc với các công ty xây dựng bài bản thì người ta đều làm cho các bạn một cái tiến độ thi công, giống công ty mình làm cái tiến độ thi công để khách hàng nhìn cái rõ nét cái quá trình thi công của mình gồm những cái công đoạn nào và cái thời gian mỗi công đoạn nó kéo dài bao lâu, thì chủ nhà cũng có thể dựa vào cái bảng tiến độ đó là biết từng công tác làm trong thời gian bao lâu và tới thời điểm nào là các cái hạng mục nào là các cái cầu phụ nào có thể vô làm, để chủ nhà lưu ý và có thể là lựa chọn có thể thay đổi vật tư trong cái thời gian nó phù hợp với cái tiến độ công trình của mình, nhằm đem lại cái thẩm mỹ cũng như là về cái chất lượng cũng như là về cái tiến độ của cái công trình. Đó là mình vừa chia sẻ cho các bạn các cái cách để các bạn giám sát cái ngôi nhà của các bạn nó đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng và làm cho các bạn một cái ngôi nhà các bạn rất là yên tâm. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về cái chia sẻ của mình thì các bạn hãy comment bên dưới, hoặc là các bạn thấy hay các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người được biết về cái cách giám sát nhà cái thời đại 4.0, làm sao cho chúng ta xây được một ngôi nhà chúng ta rất là yên tâm trong ngôi nhà của chúng ta. Chào các bạn.